Ngày 7 tháng 2, huyện Yên Thủy đã tổ chức lễ phát động và trồng cây tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Lai. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua cùng với cả tỉnh, huyện Yên Thủy đã đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, duy trì và giữ vững tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 42%. Ngay sau lễ phát động, huyện Yên Thủy đã trồng 100 cây xanh tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Lai. Theo kế hoạch, sau lễ phát động, toàn huyện sẽ trồng gần 10.000 cây xanh tại khuôn viên của các cơ quan, đơn vị, trường học, khu vui chơi tập trung, nhà văn hóa xóm, các trục đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.